Bí mật của hạnh phúc. Một ngày nọ, một người đệ tử đến gặp vị thiền sư và hỏi: "Dạ thưa thầy, con người cần gì để có được hạnh phúc ạ?" Thiền sư mỉm cười và hỏi lại: "Theo con thì con nghĩ sao?" Đệ tử suy tư một lúc rồi trả lời: "Con nghĩ nếu một người có đủ nhu cầu cơ bản như đồ ăn, nước uống, nơi ở và công việc ổn định thì họ sẽ hạnh phúc." Thiền sư nghe xong không nói gì, chỉ mời đệ tử đi dạo cùng mình. Họ đi đến một cánh cửa và thiền sư bảo: "Con hãy mở cánh cửa này ra." Khi đệ tử mở ra, anh nhìn thấy một đàn gà bị nhốt trong những chiếc lồng lớn. Thiền sư hỏi: "Con có nghĩ những con gà này hạnh phúc không?" Đệ tử bắt đầu quan sát nhưng không thể trả lời. Thiền sư nói: "Chúng ta cùng đi tiếp thôi." Hai thầy trò đi tiếp và dừng lại trước một cánh đồng rộng lớn, nơi nhiều con gà đang tự do kiếm ăn và vui chơi. Thiền sư hỏi: "Còn những con gà này, con có nghĩ chúng hạnh phúc không?" Đệ tử băn khoăn suy nghĩ rồi đáp: "Con nghĩ có lẽ là có." Thiền sư mỉm cười: "Những con gà trong lòng có đủ thức ăn, nước uống và nơi trú ngụ, nhưng liệu chúng có hạnh phúc không? Ngược lại, những con gà ngoài đồng phải tự tìm kiếm mọi thứ, nhưng chúng lại tự do và trông có vẻ hạnh phúc hơn." Đệ tử chưa hiểu hết ý của thầy, thiền sư tiếp tục giải thích: "Hạnh phúc không đến từ việc có đầy đủ các nhu cầu cơ bản. Hạnh phúc thực sự đến từ sự tự do và khả năng đối mặt với thử thách, từ việc ta dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để khám phá những điều mới." Bạn thân mến, câu chuyện của thiền sư và đệ tử gửi đến chúng ta thông điệp sâu sắc về hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự không phải chỉ đến từ việc có đủ những nhu cầu cơ bản, mà từ sự tự do trong tâm hồn và khả năng đón nhận những rủi ro, thử thách trong cuộc sống. Những con gà trong lòng giống như những người chọn cuộc sống an toàn, gò bó trong vùng thoải mái. Trong khi đó, những con gà tự do trên cánh đồng là biểu tượng của những người dám bước ra khỏi ranh giới an toàn, đối mặt với khó khăn và khám phá tiềm năng vô hạn của bản thân. Chúng ta cần tự hỏi bản thân, liệu ta đang sống chỉ để tồn tại hay ta đang sống với sự can đảm, đối mặt với thách thức và theo đuổi hạnh phúc đích thực. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không nằm ở điểm đến mà ở hành trình. Trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta dám sống một cuộc đời tự do và ý nghĩa. Hãy mạnh mẽ và tận hưởng từng giây phút của cuộc sống, bởi đó chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc thật sự.